Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật lúc 10 giờ sáng nay. Chúng tôi xin truyền đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các biện pháp ứng phó được triển khai trong đêm qua và sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng nay, tình hình lũ trên sông Hồng, sông Luộc qua địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục lên nhanh, nhiều địa phương phải tiến hành di dời dân khẩn cấp tới nơi an toàn. Tỉnh Hưng Yên đang sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với lũ trên sông ở mức báo động cấp 3. Đến 9 giờ sáng nay, mực nước sông Hồng tại thành phố Hưng Yên đã lên mức 7,02 m, vượt báo động 3 là 2 cm, còn mực nước sông Luộc tại La Tiến, huyện Phù Cừ lên mức 4,80 m, vượt mức báo động 2 10 cm. Lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh lúc 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 đến 6 giờ ngày 11 tháng 9 ở mức thấp: Văn Giang 13 mm, Khoái Châu 19 mm, Văn Lâm 15 mm, Mỹ Hào 54 mm, Yên Mỹ 56 mm, Ân Thi 35 mm, Kim Động 41 mm, Tiên Lữ 72 mm, Phù Cừ 60 mm, thành phố Hưng Yên 51 mm. Tuy nhiên, nước lũ từ thượng nguồn dồn về khiến nước sông tại Hưng Yên lên cao và tràn vào một số khu vực sản xuất, khu dân cư. Các địa phương đã và đang sẵn sàng tập trung triển khai phương án di dân. Toàn tỉnh có 137 trạm bơm với 436 tổ máy hoạt động phục vụ bơm tiêu thoát nước. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên vừa phát lệnh báo động cấp 2 trên tuyến đê sông Luộc kể từ 7 giờ ngày 11 tháng 9, yêu cầu các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên và các sở ngành liên quan thực hiện canh tác đê theo cấp báo động, xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ đầu giờ, chủ động sẵn sàng và triển khai phương án sơ tán dân ra ngoài vùng bãi sông, nhất là khu vực nguy hiểm, mất an toàn khi có ngập lụt xảy ra theo phương án của địa phương. Cấm các loại xe cơ giới đi trên đê, cảnh báo người dân không đi lại ven sông và không được đánh bắt thủy sản trên sông. Trong đêm qua và sáng nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tiếp tục đi kiểm tra đôn đốc chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại các địa điểm trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đã tới kiểm tra thực tế tại khu vực Phà Yên Lệnh, đê bối xã Phố Cường, Hùng Cường tại thành phố Hưng Yên, đê Nghi Xuyên, kè Hàm Tử, Bình Minh, huyện Khoái Châu. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí yêu cầu các địa phương, các ngành liên quan chủ động về phương án di dời người dân ra khỏi những địa bàn sung yếu, có nguy cơ nước lũ dâng cao, đảm bảo an toàn về tính mạng cho người dân và cán bộ tham gia phòng chống lụt bão, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian tránh lũ. Phân công cán bộ trực, theo dõi sát sao tình hình nước lũ, đồng thời bám sát tình hình diện tích bãi sông Hồng, thực hiện nghiêm việc canh gác đê theo cấp báo động, thường xuyên tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời sự cố về đê điều ngay từ ban đầu. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đi kiểm tra hiện trạng mực nước sông Hồng tại khu vực cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, kiểm tra hiện trạng mực nước tại khu vực trạm bơm Triều Dương, xã Hải Triều, khu vực di dân xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành chức năng, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng nhân lực, vật lực, xử lý nhanh các tình huống, sự cố khi có ngập lụt, tiếp tục di dời người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, cảnh báo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi sát mực nước sông, phát hiện báo động kịp thời. Đêm qua, các đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh, Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang đi kiểm tra công tác hộ đê toàn tuyến trên sông Hồng, đoạn qua địa phận huyện Văn Giang. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao, ghi nhận các lực lượng của huyện Văn Giang đã chuẩn bị sẵn sàng triển khai các biện pháp hộ đê toàn tuyến, bố trí đầy đủ lực lượng canh gác đê, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở các vùng bối, đồng thời chủ động tốt việc bơm nước tiêu úng khu vực vùng bãi, hạn chế thiệt hại do mưa úng đối với vùng trồng hoa, cây cảnh của nhân dân. Đến 9 giờ sáng nay, tỉnh Hưng Yên đã sơ tán gần 300 hộ dân sinh sống ở các xã ngoài bãi sông Hồng, sông Luộc đến nơi an toàn. Trong đó có nhiều người già, trẻ em, người có bệnh nền. Như vậy, đã có khoảng hơn 600 người dân được di rời, tập trung tại huyện Kim Động gần 120 hộ, huyện Tiên Lữ 96 hộ và thành phố Hưng Yên là gần 80 hộ. Trong đó, nhiều địa phương đã di dân ngay trong đêm qua. Tại các địa bàn này, do nằm ngoài đê sông Hồng, sông Luộc có nguy cơ nước tràn qua bối, hoặc sinh sống biệt lập ở đảo thôn Vân Nghệ, xã Mai Động giữa sông Hồng, tỉnh chỉ đạo các địa phương quan tâm đầy đủ kịp thời về cơ sở vật chất, sinh hoạt cho các hộ dân phải di dời.
Được biết, tỉnh Hưng Yên có gần 28.000 hộ với khoảng 99.000 nhân khẩu đang sinh sống ngoài bãi sông Hồng và sông Luộc. Tỉnh cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương án để kịp thời di rời các hộ dân này khi nước lũ tiếp tục lên cao. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên cũng nâng mức báo động 2 trên tuyến đê sông Hồng và sông Luộc. Đến 10 giờ sáng nay, tại khu vực cánh đồng, vùng đê bối xã Tân Châu, đại tập Đông Ninh của huyện Khoái Châu bị ngập hoàn toàn. Tại khu vực bờ bối xã Dạ Trạch, vào 5 giờ sáng nay bị ngập tràn phần bờ, vùng giáp xã Dạ Trạch tràn sang diện tích ao và đất nông nghiệp thuộc cụm dân cư số 7 xã Bình Minh thuộc thôn Đa Hòa, nơi sinh sống của 150 hộ dân trên 700 nhân khẩu. Đến 9 giờ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Khoái Châu huy động các lực lượng có mặt tại hiện trường xử lý điểm ngập tràn và huy động phương tiện cứu hộ, hỗ trợ di rời các hộ dân ngoài vùng ngập tràn vào nơi an toàn. Tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ tại huyện Kim Động. Ngay trong đêm hôm qua và đến sáng nay thì tại khu vực cống Thái Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động thì đã xuất hiện một điểm xung yếu tại cửa cống Thái Hòa, dẫn đến mạch đùn, mạch sủi thẩm thấu vào khu vực sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Thì ngay lập tức địa phương cũng đã huy động nhân lực khoảng hơn 100 người thực hiện xử lý hoành triệt cửa cống để ngăn thẩm thấu, ngăn nước tràn vào trong khu vực sản xuất nông nghiệp của bà con. Và theo quan sát của chúng tôi thì ngay từ sáng sớm đến bây giờ thì mực nước sông ở khu vực cống Thái Hòa đã tăng lên từ 25 đến 30 phân thì đã gần sát đến mặt đường. Hiện tại thì huyện Kim Động vẫn đang tiếp tục theo dõi mực nước, lượng mưa để thực hiện các cái phương án đã bố trí ạ. Các địa phương trong huyện Kim Động đang triển khai theo phương châm là 4 tại chỗ. Và những nơi mà trọng điểm khó khăn thì sẽ báo cáo tỉnh để có sự hỗ trợ về phương tiện cũng như con người. Đến điểm này thì trong úng nội đồng thì cũng các cái nơi trọng yếu thì các địa phương cơ bản hoàn triệt. Tuy nhiên nếu như mà do lượng mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ nhiều điểm sẽ bị phải nái nước để đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như tính mạng của người dân. Còn đối với các xã ven đê, đặc biệt là Đức Hợp, Hùng An, Phú Thịnh, Mai Động cũng đã có các cái phương án sẵn sàng để tham gia phòng chống lũ, đặc biệt là triển khai vấn đề di rời đối với những cái điểm dân cư cũng như cái khu mà có nguy cơ cao. Huyện Văn Giang đã huy động toàn bộ chiến sĩ, lực lượng quân đội, công an, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban ngành của huyện và lực lượng các xã thị trấn tăng cường ứng cứu cho các xã có đê để kịp thời di rời tài sản hoa màu của nhân dân khỏi vùng úng lụt. Trước đó, vào chiều qua, huyện cũng đã huy động các lực lượng khoảng gần 1.000 người cùng nhiều loại phương tiện hỗ trợ nhân dân các xã vùng bãi di chuyển tài sản hoa màu, cây cối, vật nuôi. Hiện hai trạm bơm giã chiến đặt tại cống Hạ Đình, Xuân Quan và bãi Mễ Sở vẫn hoạt động hết công suất để chống úng. 6 xã thị trấn ven đê của huyện Văn Giang tập trung bơm nước tiêu úng 24/24 giờ cho gần 400 hecta cây hoa, cây cảnh và cây rau màu vùng bãi để hạn chế thiệt hại. Từ đêm hôm qua tới sáng nay, huyện Phù Cừ đã tập trung triển khai chống tràn lũ tại các tuyến bối La Tiến, Sĩ Quý, Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa. Đã có khoảng 400 cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã tích cực đắp cát chống tràn. Hiện hai xã Tống Chân, Nguyên Hòa đã đẩy nhanh công tác di rời khoảng 300 hộ dân tại vùng có nguy cơ ngập lụt cao. Huyện cũng chỉ đạo xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi vận hành 100% các máy bơm tiêu thoát úng. Đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng do đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn thăm hỏi chia sẻ trước những tổn thất do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí bày tỏ mong muốn tỉnh sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân. Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ để tỉnh Hưng Yên khắc phục những hậu quả do bão Yagi. Công ty Điện lực Hưng Yên đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường chỉ đạo tuyên truyền cho nhân dân sử dụng điện an toàn khi có mưa lũ xảy ra, là một trong 5 đơn vị hành chính có địa giới giáp đê sông Hồng và sông Luộc. Bên cạnh việc khuyến cáo của ngành điện, chính quyền các huyện và xã tiếp giáp sông Hồng và sông Luộc, các sông nội đồng trong hệ thống Bắc Hưng Hải cần tuyên truyền phổ biến, chỉ đạo sử dụng điện an toàn trong khi mưa lũ. Đang trong mùa mưa bão, đặc biệt là nước dâng lên rất nhanh, khuyến cáo các khách hàng và nhân dân ở khu vực đê bãi thì sẽ chủ động cắt cầu giao đồng nguồn điện vào trong nhà. Thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để chủ động để cắt các cái nguồn điện
ngoài đê bãi nếu như mà nước ngập vào trong nhân dân để đảm bảo an toàn cho nhân dân.